Hoa khôi nam em tự tin khoe dáng bên cạnh nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tham dự tại một sự kiện, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Lệ Nam Em diện chiếc đầm đen xẻ sâu, khoe vòng một quyến rũ rợi cảm thu hút mọi ánh nhìn. Sở hữu một vẻ đẹp trong sáng dịu dàng, hoa khôi nam em được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá của ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ nếu cô tham gia trong năm 2021. Nam em diện bộ đầm khoét sâu, khoe vòng một gợi cảm. Nhan sắc của nam em được cho là ngày càng mặn mà và trang điểm rất nổi bật, làm bản thân càng tôn vinh hơn. Tại sự kiện, nam em cũng tự tin khoe dáng bên cạnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Nguyên Vũ, MC Anh Quân. Bỏ qua mọi ồn ào về tình cảm thì chúng ta phải công nhận rằng hoa khôi nam em là một cô gái có nét đẹp dịu dàng đậm chất miền Tây, cô chân chất thật thà và nhan sắc ngày càng thân hẹn. Và hiện nay cô đang tập trung để phát triển cho sự nghiệp, hy vọng nam em sẽ có thể tỏa sáng hơn trong tương lai mọi người nhé.